Thưa các đồng chí và quý vị, bên cạnh những vất vả vì nắng gió, mồ hôi đổ trên thao trường huấn luyện, các chiến sĩ trẻ trong các trường huấn luyện vẫn có những giây phút thư giãn đem lại niềm vui. Ghi nhận vào hoạt động của các chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Trung đoàn Minh Đàm ngay sau đây sẽ khắc họa rõ hơn về điều này. Mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi. Tiếng còi báo hiệu giờ huấn luyện giờ giấc. Các chiến sĩ đại đội 2, trung đoàn Minh Đạm, bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhanh chóng hòa mình vào các hoạt động giải lao trên thao trường. Dũng là một hướng dẫn viên du lịch kiêm MC tự do, có năng khiếu quản trò, nên tân binh Lê Chí Hùng, chiến sĩ tiểu đội 18, trung đội 6, say sưa dẫn dắt các tân binh khác tham gia trò chơi tập thể. Các trò chơi do Hùng tổ chức khá đơn giản nhưng vui vẻ, hấp dẫn, đem đến nhiều niềm vui, tiếng cười cho các tân binh, thu hút sự tham gia của cả trung đội. Cái trò chơi này thì là em cũng có, trước khi đi lính là do em cũng có làm trong cái nghề, thì em cũng có đã tự sưu tầm được một số cái trò chơi mà riêng mình, thì vô trong đây thì em lấy những trò chơi có sẵn cho em sưu tầm, cho em tích cóp được và em ra tổ chức cho các bạn. Ngoài các trò chơi tập thể thì giao lưu văn nghệ vẫn là món ăn tinh thần được nhiều chiến sĩ trẻ thích thú chọn lựa nhằm giải tỏa bớt áp lực căng thẳng trên thao trường. Những điệu nhạc, lời ca, tiếng hát dẫu không duyên nhưng hừng hực khí thế, nhiệt huyết của tuổi trẻ thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống của bộ đội Cụ Hồ và cả những ca khúc tươi vui của lứa tuổi đôi mươi được những ca sĩ không duyên thay nhau thể hiện, tạo nên không khí vui vẻ, gắn kết trong đơn vị. Anh em sau những giờ đi học theo trường mệt mỏi thì những giờ cùng nhau hát tập thể như vậy giúp nhau thoải mái hơn. Em với các bạn sau những trò chơi thì gắn kết tình đồng đội với nhau hơn. Thấy trong đây nó cũng không nghiêm nghị cho lắm, nó vẫn có những hoạt động văn hóa giúp củng cố tinh thần, giúp an tâm tư tưởng nhiều hơn, giúp cho tụi em thoải mái trong huấn luyện. Khoảng thời gian giải lao ngoài thao trường tuy ngắn ngủi nhưng bổ ích và ý nghĩa đối với những chiến sĩ đa phần mới xa gia đình lần đầu. Ở đó mọi người đều được hòa vào không khí thư giãn, vui vẻ thật sự. Từ đó tạo tinh thần học tập phấn khởi, tiếp thu bài huấn luyện tốt hơn. Mùa huấn luyện năm nay, Trung đoàn Minh Đạm tiếp nhận hơn 300 chiến sĩ mới đến từ 8 huyện thị thành phố. Trong số tân binh của đơn vị, nhiều người đã từng đi làm, tốt nghiệp cao đẳng đại học. Không ít đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đặc biệt năm nay, đơn vị huấn luyện chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên không tổ chức cho gia đình chiến sĩ đến thăm nhằm bảo vệ sức khỏe cho các chiến sĩ mới. Những điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tư tưởng chiến sĩ đang trong thời gian huấn luyện. Vì vậy, ngay khi đón nhận, cán bộ trung đoàn, đại đội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, động viên tân binh vượt qua khó khăn, sâu sát đến từng bữa ăn giấc ngủ của từng chiến sĩ, kịp thời tâm sự, sẻ chia, giúp họ ổn định tư tưởng, nêu cao quyết tâm, sẵn sàng bước vào huấn luyện. Các thiết chế văn hóa đều được thực hiện một cách nghiêm túc, nhất là trong vấn đề duy trì cái hoạt động vui chơi, giải trí giữa giờ học và trong giờ huấn luyện. Đến giờ nghỉ giải lao thì cho các em nó sinh hoạt tập thể, đọc báo, chơi trò chơi, đánh đàn, ca hát. Và những năng khiếu phát huy các đồng chí có năng khiếu về quản trò. Thì sau khi tiếp nhận ổn định biên chế và đến thời điểm này thì đã huấn luyện được hơn một tháng của giai đoạn. Thì nhìn chung cơ bản là chiến sĩ đã an tâm tư tưởng, xác định rõ cái nhiệm vụ và tổ chức tiếp thu cái bài giảng của cán bộ truyền đạt, đã hiểu được về những cái nội dung cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật và các cái hoạt động thể dục thể thao để nâng cao cái sức khỏe. Thì trong cái điều kiện hiện nay thì trước cái tình hình cái phòng chống dịch COVID 2019 diễn ra thì có những cái tác động cơ bản đến cái tình hình hoạt động công tác huấn luyện của cán bộ chiến sĩ trung đoàn. Nhưng với cái tinh thần và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, chúng tôi đã nêu cao cái tinh thần phòng chống dịch bệnh trong quá trình thực hiện các cái nhiệm vụ. Từ đó thì sức khỏe của cán bộ chiến sĩ thì trong trung đoàn thì luôn luôn đảm bảo. Ngoài ra thì thường vụ đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh còn cho ăn chiến sĩ mới ăn thêm là ngoài cái chế độ tiêu chuẩn 10.000 đồng một đồng chí trên một người, do đó thì là cái bữa ăn là được cải thiện và sức khỏe của chiến sĩ thì ngày một nâng lên rõ rệt.
Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu là khẩu hiệu mà những người lính trẻ luôn ghi nhớ để thêm quyết tâm, vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập. Xen kẽ với những giờ khổ luyện vất vả ấy, những giây phút thư giãn, giải lao thú vị sẽ giúp sốc lại tinh thần, khí thế để các tân binh tiếp tục hoàn thành khóa huấn luyện. Từ đó đủ bản lĩnh, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao khi về đơn vị mới.